mình nhà ra đấy chứ, trồng ở đây à? À, bán cả cây giống này, cây giống á, trên cháu mình trồng ở đâu nó bắt ha. Ôi nay nó đến sống rồi. Có kilo nè. Ở trên mấy cái này một cái giống trồng. Tôi đây có cam mà cam này. Nó. Tôi đây có cò. Nó đó. À, đó. Cái nó cái này. Nó. Nó. Hai cân đi. Đấy, và đấy. Cái lô ấy đồ làm to sức. Cái đồ làm sức. Bạn đây mua đấy. Đó chính là các chị ấy. Có ít nước chấm nó thật kìa. Có thể ăn đấy nước cây này, nước sạch đây, không có phải nước gì bẩn đâu. Nước sạch là bạn. Nước sạch cái chứ. Nước sạch để ăn luôn. Ờ, nhà này ăn nước sạch không? Vâng. Bọc giờ bóc ra một cái là phải dội nước sạch. Vâng. Ôi dồi, nào tỉnh nào thành phố về ăn nổi như này, đại không thể ăn nổi suốt. Vâng. Quả nó cho cám thử xem. Sự sắc quả cá. Các con thịt nè. Thịt thì tôm nọ xong rồi. Có thể lên. Ngon lắm. Phải chê ổ nhà mình mà. Đất đây kéo vào nó nhá, chết chê luôn. Có gì hả? Mua thêm mà. Mấy khi đi qua đây. Cảm ơn. Có phải dưỡng gì mà, dưỡng một nhà lấy con nó. Nó hai con nữa. Đó, kinh gì mà. Rồi. Nếu tỏ kỳ lộ xe cá thầu thì nó có dưỡng gì? Đất đây chết chê hóa vàn đấy nó xin nào. Đến mà về nhà này mà quay thì quất cảnh quất nghiệp thì đang cảnh ra đây. Năm nào chả tỉnh với thành phố như thế này. Cơ cái cơ cá thường lấy cho cái hấu lúc vào nữa thì họ cho xin nữa rồi hả cái một tôi mà họ sẽ cho xin xin mùa nghiên kiên mùa.